rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin FBNC ngày hôm nay 13 tháng 8. Và kính thưa quý vị, như thường lệ xin được mời quý vị đầu tiên điểm qua những nội dung nổi bật trong phần đầu của bản tin. Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu khẩn trương xây dựng nhà ga quốc tế Đà Nẵng để phục vụ hội nghị APEC 2017. Bộ Y tế đề nghị dừng việc áp dụng khai báo y tế phòng chống MERS-CoV đối với hành khách đến từ Hàn Quốc. Nhưng trước hết sẽ là thông tin Thành phố Hồ Chí Minh chi 160 tỷ đồng hỗ trợ các hộ nghèo bị thu hồi phương tiện. Kính thưa quý vị, sau khi thực hiện đề án đình chỉ lưu hành ô tô, xe công nông, xe tự chế 3-4 bánh tham gia giao thông, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, thay thế phương tiện cho các hộ này với tổng số tiền hỗ trợ gần 160 tỷ đồng. Kết quả thực hiện đề án, thành phố đã thu hồi hơn 28.000 phương tiện và đã thanh lý, thiêu hủy gần hết số lượng đã thu hồi. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đối với các hộ gia đình nghèo có sử dụng loại phương tiện 3-4 bánh tự chế bị đình chỉ tham gia giao thông, chuyển đổi phương tiện hoặc chuyển đổi nghề. Sau một thời gian triển khai thực hiện phương án hỗ trợ đền bù, đến nay thành phố đã thực hiện thay thế phương tiện là xe gắn máy cho 188 trường hợp, hỗ trợ cho vay vốn đối với 609 hộ gia đình, tổ chức hướng dẫn đào tạo nghề cho 43 trường hợp. Theo thống kê, số tiền hỗ trợ lên đến gần 160 tỷ đồng. Việc triển khai thực hiện các quy định về đình chỉ lưu hành ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe ô tô 3 bánh, 4 bánh đã góp phần không nhỏ trong việc kéo giảm áp lực đối với hệ thống hạ tầng giao thông đô thị, giải quyết đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Theo Cục Hóa chất phía Nam thuộc Bộ Công Thương, hiện Thành phố Hồ Chí Minh có 638 cơ sở kinh doanh hóa chất, trong đó có khoảng 400 cơ sở kinh doanh hóa chất công nghiệp. Tỷ lệ cơ sở kinh doanh các loại hóa chất công nghiệp chưa có giấy phép hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện lên đến 45%. Thực tế này cho thấy việc kinh doanh hóa chất vẫn chưa được quản lý chặt chẽ. Hiện nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 948 công ty nhập khẩu trực tiếp hóa chất, danh mục hóa chất tại thành phố có hơn 7.000 chất. Đồng thời có khoảng 400 cơ sở kinh doanh hóa chất công nghiệp. Điều đáng nói là có đến 45% số cơ sở kinh doanh hóa chất công nghiệp chưa có giấy phép hoặc chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Qua đó có thể thấy việc quản lý các cơ sở kinh doanh hóa chất của Chi cục Quản lý thị trường thành phố vẫn chưa chặt chẽ. Chưa kể đề án thành lập trung tâm kinh doanh hóa chất để di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh hóa chất nguy hiểm ra khỏi khu dân cư đến nay vẫn chưa có quyết định chính thức nào cho việc chọn địa điểm xây dựng. Tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng vào sáng 12 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ông Đinh La Thăng đã yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng và các đơn vị liên quan khẩn trương khởi công xây dựng nhà ga quốc tế Đà Nẵng chậm nhất là vào quý tư năm nay để kịp phục vụ hội nghị APEC 2017. Nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng mỗi năm phục vụ 4 triệu lượt khách và chỉ đáp ứng được từ 6 đến 8 triệu lượt khách trong một năm từ năm 2015 trở đi. Với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, nhà ga sẽ quá tải trong thời gian tới. Do đó, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã trình phương án xây dựng nhà ga mới với tổng diện tích khoảng 40.000 m2 sàn, cho phép phục vụ khoảng 4 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm, tổng kinh phí xây dựng 3.200 tỷ đồng. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ tạo mọi điều kiện để dự án sớm triển khai, đồng thời đề nghị Bộ Giao thông Vận tải nhanh chóng cấp quy hoạch tổng mặt bằng để làm cơ sở thu hồi đất theo đúng quy định nhà nước. Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu có năng lực, đảm bảo tiến độ thi công, chậm nhất là cuối quý 4 năm nay phải khởi công xây dựng và đến quý 1 2017 phải hoàn thành, kịp thời phục vụ cho hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra tại Đà Nẵng. Kính thưa quý vị, căn cứ vào tình hình dịch MERS-CoV hiện nay tại Hàn Quốc, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố dừng triển khai áp dụng khai báo y tế phòng chống MERS-CoV kể từ 0 giờ ngày 15 tháng 8 tại các cửa khẩu quốc tế đối với hành khách nhập cảnh vào Việt Nam đến từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện áp dụng khai báo y tế phòng chống MERS-CoV đối với hành khách nhập cảnh từ một số quốc gia vẫn đang có dịch bệnh MERS-CoV tại khu vực Trung Đông. Sở Y tế các tỉnh, thành phố chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông khuyến cáo phòng chống dịch bệnh, danh sách các quốc gia hiện còn dịch bệnh MERS-CoV phù hợp với tình hình hiện nay. Ngoài ra, Bộ Y tế sẽ tiếp tục cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các khuyến cáo để người dân biết và chủ động phòng dịch hiệu quả. Theo thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tính đến ngày 10 tháng 8 năm 2015, dịch bệnh MERS-CoV tại Hàn Quốc đã qua 36 ngày liên tục, không ghi nhận trường hợp mắc mới. Ngày 28 tháng 7, Thủ tướng Hàn Quốc thông báo dịch MERS-CoV tại nước này đã hoàn toàn chấm dứt. Các hoạt động tại Hàn Quốc đã trở lại bình thường và hầu hết các nước đã dỡ bỏ khuyến cáo công dân hạn chế đến Hàn Quốc. Và
Chuyên mục mỗi ngày một con số hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến con số 62 thưa quý vị. Đây là số dự án nhà ở thương mại đã đăng ký được chuyển sang nhà ở xã hội tính đến tháng 8 năm nay. 62 dự án này cung cấp gần 42.000 căn hộ. Riêng Hà Nội có 24 dự án và thành phố Hồ Chí Minh có 25 dự án đăng ký. Tất nhiên số dự án nhận được giấy phép tại Hà Nội mới là 5 và tại thành phố Hồ Chí Minh là 8 dự án. Thống kê cho thấy những dự án nhà ở thương mại chuyển sang nhà ở xã hội được bán khá chạy. Hiện nay hàng chục dự án nhà ở thương mại cũng đã đề nghị được điều chỉnh các căn hộ lớn thành nhiều căn diện tích nhỏ hơn. Vâng, kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần đầu của bản tin FVNC ngày hôm nay. Xin mời quý vị theo dõi phần tiếp theo với các nội dung nổi bật sau đây. Hà Nam, điểm đến thu hút nhà đầu tư. Giá vàng thế giới tăng mạnh kéo theo sự tăng tốc của giá vàng trong nước.